Chương trình truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thành Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Đây là chương trình phát hình lần thứ 1376. Kính thưa quý khán thính giả, ngoài phần tin tức thông báo cộng đồng, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại thủ đô Hoa Thành Đốn và vùng phụ cận. Mở đầu là phần lược thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Chính phủ Trump muốn đưa vụ kiện DACA lên tối cao pháp viện. Đảng Cộng Hòa sẽ nỗ lực rút lại Obamacare một lần nữa. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis mưu tìm quan hệ quân sự ổn định với Trung Quốc. Hoa Kỳ chống kế hoạch lập vùng cấm bay giữa hai miền Triều Tiên. Bùng phát chứng bệnh chống bại liệt ở Hoa Kỳ. EU thúc đẩy để hiệp định thương mại với Việt Nam đã được chấp thuận. Mỹ lấy lại vị trí dẫn đầu các nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới. Và sau cùng là gia đình mẹ nẫm đã đạt được những bước chân đầu tiên đến Hoa Kỳ. Sau đây là phần tin chi tiết. Tin Hoa Thành Đốn, sau khi thẩm phán Brett Kavanaugh nhậm chức, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào thứ Tư ngày 17 tháng 10 đã tỏ dấu hiệu cho thấy cơ quan này muốn đưa các vụ kiện liên quan đến chính phủ Trump nhanh chóng vượt qua các tòa án cấp thấp để trình lên tối cao pháp viện. Nơi phe bảo thủ vừa chiếm đa số, trong tiến trình mới nhất, Bộ Tư pháp đã gửi thư đến Tòa khán án Địa hạt 9, khuyến cáo rằng nếu tòa án này không sớm quyết định về kế hoạch của chính phủ trong việc hủy bỏ chương trình DACA, Bộ Tư pháp sẽ chuyển thẳng vụ kiện lên tối cao pháp viện. DACA là chương trình được ban hành dưới thời Tổng thống Obama, mục đích bảo vệ những người di dân lậu được đưa vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ tuổi, tránh khỏi việc bị trục xuất. Một tòa án liên bang đã tạm thời ngăn chặn không cho chính phủ xóa bỏ chương trình này với lý do chờ giải quyết việc kiện tụng. Tòa khán án địa phận 9 đã mở phiên điều trần vào tháng 5 năm nay nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định. Từ tháng 9 năm 2017, chính phủ Trump đã thông báo kế hoạch giảm dần và xóa bỏ chương trình DACA. Tuy nhiên, các thẩm phán tại nhiều khu vực trên khắp Hoa Kỳ đã ra lệnh đình chỉ kế hoạch này và ra lệnh phải tiếp tục thực hiện DACA trong khi vụ kiện chờ được xét xử. Trong thư gửi tòa khán địa hạn 9, luật sư Mark Stern của Bộ Tư pháp cho biết mục tiêu của Bộ là muốn tối cao pháp viện xem xét vụ kiện về DACA trước khi lịch trình làm việc hiện nay của tòa án sẽ kết thúc vào tháng 6, 2019. Bộ Tư pháp cũng nói rằng lệnh cấm của tòa liên bang đang khiến việc xóa bỏ DACA bị đình trệ trên toàn quốc gia. Tin Hoa Thành Đốn, Đảng Cộng Hòa sẽ nỗ lực một lần nữa để rút lại đạo luật chăm sóc sức khỏe của túi tiền, ACA hay còn gọi là Obamacare, nếu họ giành đủ ghế trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng tới. Lãnh đạo phe Cộng Hòa ở Thượng viện Mitch McConnell cho biết, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters hôm 17 tháng 10, ông McConnell đã gọi nỗ lực thất bại của Đảng Cộng Hòa để rút lại Obamacare hồi năm 2017 là nỗi thất vọng. Ông McConnell cũng đổ lỗi cho các chương trình xã hội tốn kém, chẳng hạn như an ninh xã hội và Medicare, là nguyên do khiến cho nợ quốc gia tăng nhanh. Vào ngày 6 tháng 11, cử tri Mỹ sẽ đi bầu phiếu bầu lại toàn bộ Hạ viện, 1/3 Thượng viện và thống đốc một số tiểu bang. Đảng Cộng Hòa của ông McConnell hiện đang kiểm soát cả hai viện quốc hội. Đảng Dân Chủ sẽ cố gắng giành lại quyền kiểm soát quốc hội từ tay Đảng Cộng Hòa. Mặc dù kiểm soát cả lưỡng viện quốc hội và tòa bạch ốc, hồi năm ngoái, Đảng Cộng Hòa đã thất bại trong nỗ lực đảo ngược đạo luận chăm sóc sức khỏe mang dấu ấn của Tổng thống Barack Obama. Ông McConnell đã gọi đó là sự thất vọng ở quốc hội nhìn từ quan điểm Cộng Hòa. Nếu chúng tôi có đủ số phiếu để làm lại hoàn toàn, chúng tôi sẽ làm. Nhưng điều đó còn tùy thuộc vào điều gì sẽ xảy ra trong một vài tuần nữa. Chúng tôi không hài lòng với cách điều hành của Obamacare. Lời bình luận của ông McConnell đã hứng chịu chỉ trích gay gắt từ lãnh đạo phe Dân Chủ thẳng Thượng viện cũng như các thành viên Dân Chủ khác. Phe Dân Chủ đã tìm cách ngăn chặn nỗ lực thu hồi Obamacare là cuộc tấn công vào tầng lớp trung lưu. Nếu Đảng Cộng Hòa giữ được Thượng viện thì họ sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để xóa bỏ chăm sóc y tế cho nhiều gia đình và tăng chi phí của họ lên. Ông Schumer phát biểu trong một thông báo về các chương trình xã hội, ông McConnell nói rằng sự ban phát là nguyên nhân dài hạn gây ra nợ nần. Các chương trình xã hội giúp đỡ người nghèo, người già, người thất nghiệp, cựu chiến binh và người tàn tật thường được gọi là sự ban phát ở Washington. Trong số đó có chương trình chăm sóc y tế Medicaid. Bộ Tài chính Mỹ vừa mới thông báo thâm hụt ngân sách 779 tỷ đô la
trong năm 2018, mức cao nhất kể từ năm 2012. Theo bản báo cáo này, thì chi phí quốc phòng tăng cao là nguyên nhân dẫn đến thâm hụt ngân sách. Báo cáo cũng cho thấy khoản thu của chính phủ đã giữ nguyên bất chấp kinh tế tăng trưởng và chi tiêu của người dân tăng cao. Nguyên nhân là đạo luật cắt giảm thuế do Đảng Cộng Hòa thông qua hồi năm 2017. Tin tổng hợp, hôm 18 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis nói với người đồng nhiệm Trung Quốc rằng hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới cần tăng cường các mối quan hệ cấp cao để có thể linh động giải quyết các căng thẳng và kiềm chế nguy cơ xảy ra xung đột không có chủ ý. Hãng tin Reuters tường thuật rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa không phát biểu khi hai ông bắt tay nhau trước phiên đàm phán bên lề Hội nghị An ninh khu vực ở Singapore hôm 18 tháng 10. Hai bên cũng không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào sau cuộc gặp. Ông Randall Shriver, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, người giúp hướng dẫn hoạt định chính sách châu Á cho Ngũ Giác Đài, cho biết ông Mattis và ông Ngụy gần như chỉ tái khẳng định các quan điểm khác biệt của hai bên về những căng thẳng an ninh khu vực, nhưng đồng thuận với nhau về sự cần thiết phải có các quan hệ bền vững hơn. Nói với các phóng viên tháp tùng Bộ trưởng Mattis trong chuyến công du châu Á của ông Shriver nói các mối hệ quan hệ quân sự với Trung Quốc là thiết yếu để giảm nguy cơ dẫn đến xung đột với hậu quả tàn phá, tàn khốc. Ông Shriver nói phía Mỹ đã mời ông Ngụy đến thăm Hoa Kỳ nhưng ngày giờ của chuyến công du chưa được ấn định. Tin Hoa Tiền Đốn, Hoa Kỳ chống đối kế hoạch thiết lập một vùng cấm bay trên khu vực biên giới được canh giác cẩn mật giữa Bắc Hàn và Nam Hàn. Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết hôm 18 tháng 10, Hoa Tiền Đốn và Hán Thần đều công khai khẳng định rằng hai bên cùng đứng về một phía trong việc đối phó với Bình Nhưỡng. Nhưng đằng sau, bề mặt đó, có những dấu hiệu bất đồng giữa Hoa Kỳ và chính quyền Nam Hàn giữa lúc hai miền của bán đảo Triều Tiên xúc tiến các kế hoạch nhằm xoa dịu căng thẳng quân sự và xây dựng lại các mối quan hệ kinh tế. Thỏa thuận quân sự giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên được ký kết trong cuộc gặp gỡ thượng đỉnh vào tháng trước ở Bình Nhưỡng là một trong những thỏa thuận cụ thể nhất giữa hai bên trong năm nay. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nêu lên những lo ngại rằng hiệp ước này có thể làm suy yếu tính sẵn sàng chiến đấu của quân đội và thỏa thuận này đạt được giữa lúc không có tiến bộ đáng kể hướng tới việc giải trừ hạt nhân. Hiệp ước này bao gồm việc tạm dừng tất cả các hành vi thù địch, thiết lập một khu vực cấm bay quanh biên giới và gỡ bỏ dần các quả mìn và các địa điểm bảo vệ trong khu phi quân sự. Trong một tiết lộ hiếm hoi về mối bất hòa giữa hai đồng minh Mỹ-Nam Hàn, Ngoại trưởng Nam Hàn Ken Jong-won tuần trước cho biết Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng trong một cuộc điện đàm rằng ông không tán thành hiệp ước quân sự giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Theo các quan sức ở Hãn Thần thì Hoa Kỳ sẽ không công khai phản đối sáng kiến giữa hai miền Triều Tiên, nhưng về vai trò trung tâm của Hoa Kỳ trong việc thực hiện các biện pháp chế tài và các hoạt động quân sự của Mỹ giúp cho Washington có vị thế mạnh hơn để có thể trì hoãn hay thay đổi chính sách này. Khu vực cấm bay có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 sẽ được mở rộng 40 km về hướng Bắc và hướng Nam tính từ đường phân ranh giới quân sự ở mạng Đông và 20 km từ mạng Tây để cho phép máy bay có thêm không gian rộng để hoạt động. Tin tổng hợp, trong năm 2018, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Center of Disease Control and Prevention, gọi tắt là CDC, đã ghi nhận được 62 trường hợp mắc bệnh liệt mềm triệu chứng giống như bại liệt và được biết đến với tên Acute Flaccid Myelitis, gọi tắt là AFM. Theo thống kê, 90% bệnh nhân là trẻ em dưới 18 tuổi và tuổi trung bình chỉ vào khoảng 4 tuổi. Các trường hợp nhiễm bệnh đã được xác nhận ở 22 tiểu bang và các viên chức đang xem xét thêm 65 trường hợp khác có thể mắc chứng AFM. AFM là hội chứng ảnh hưởng đến hệ thần kinh, đặc biệt là khu vực tủy sống chất xám, khiến các cơ và phản xạ yếu dần hoặc liệt hoàn toàn. Bệnh thường có triệu chứng thể hiện qua tay hoặc chân suy yếu, các cơ và cơ chế phản xạ tê liệt. Ngoài ra, những triệu chứng khác là méo mặt, khó nuốt và nói lắp. Các triệu chứng của AFM thường giống với bệnh bại liệt. AFM là chứng bệnh rất hiếm gặp, với tỷ lệ cứ 1 triệu người chỉ có 1 người mắc chứng AFM. Trong năm 2014 và 2016, các viên chức ghi nhận các trường hợp mắc bệnh đột nhiên tăng lên lúc cuối mùa hè và giảm dần. Các chuyên gia y tế vẫn chưa xác định nguyên nhân gây bệnh, nhưng một trong những nguồn gây bệnh có thể là virus enterovirus, virus West Nile và virus adenovirus, CCDs,
cũng chưa thể xác nhận nhóm tuổi có nguy cơ mắc bệnh hay di chứng lâu dài của AFM. CDC nhấn mạnh vì những trẻ em mắc bệnh AFM đều chưa tiêm phòng vaccine bại liệt. Chuyên gia y tế cho biết, chứng bệnh này có thể gây bại liệt hoặc tử vong. Hiện vẫn chưa có trường hợp bệnh nhân tử vong trong năm 2018. Theo bác sĩ Nancy Messonnier, kiêm giám đốc cơ quan chủng ngừa và bệnh hô hấp trực thuộc CDC, phụ huynh có con nhỏ mắc các triệu chứng kể trên nên đến cơ sở chăm sóc y tế ngay lập tức. Tin tổng hợp, Ủy hội châu Âu hôm thứ Tư đã đệ trình chờ phê chuẩn một hiệp định thương mại tự do với Việt Nam, là thỏa thuận thị trường mở toàn diện đầu tiên của khối này với một nước châu Á đang phát triển. Hiệp định thương mại và đầu tư EU Việt Nam sẽ cần sự chấp thuận của 28 thành viên EU và của Nghị viện châu Âu. Một số nước thành viên đã bày tỏ lo ngại về thành tích nhân quyền của Việt Nam. Các bên đã cương quyết đồng ý về một thỏa thuận liên quan đến việc thúc đẩy dân chủ và nhân quyền, bao gồm các cam kết, đối thoại và các chế tài có thể. Trưởng ban đặc trách thương mại EU Cecilia Malmström nói không ai phủ nhận có những vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Chúng tôi đang bàn về chuyện này một cách công khai với những người tương nhiệm của phía Việt Nam và thỏa thuận thương mại sẽ không làm cho Việt Nam bỗng chốc trở thành một nền dân chủ. Nó là một công cụ trong hộp công cụ mà chúng tôi có trong quan hệ với Việt Nam và các nước khác. Bà nói trong một cuộc họp báo, Liên minh châu Âu sẽ ký một hiệp định thương mại vào ngày thứ Sáu với Singapore, một thành viên khác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, và đang đàm phán với Indonesia. Hiện chưa rõ liệu Nghị viện châu Âu dự định sẽ tranh luận và biểu quyết về thỏa thuận với Singapore cũng như thỏa thuận thương mại tự do EU-Nhật Bản sẽ có đủ thời gian để thông qua thỏa thuận với Việt Nam trước cuộc bầu cử EU vào tháng 5 hay không. Tin tổng hợp, Mỹ đứng đầu cuộc khảo sát tính cạnh tranh toàn cầu hàng năm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007 và 2009. Mỹ vượt qua Singapore, Đức, Thụy Sĩ và Nhật Bản nhờ điều mà diễn đàn gọi là văn hóa kinh doanh năng động và thị trường lao động và hệ thống tài chính vững mạnh. Trong số 140 nền kinh tế được đánh giá, Mỹ hưởng lợi từ một sự thay đổi trong phương pháp đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, cân nhắc nhiều hơn tính sẵn sàng cho sự cạnh tranh trong tương lai. Tổ chức đặt ở Thụy Sĩ, điều hành Diễn đàn Kinh tế Davos cho biết còn quá sớm để nói các chính sách thương mại mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ảnh hưởng ra sao đến ngôi vị của Mỹ trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của Diễn đàn Zahidi cũng nói họ dự liệu căng thẳng thương mại với Trung Quốc và các đối tác thương mại khác sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng cạnh tranh của Mỹ trong tương lai. Nếu căng thẳng tiếp diễn, lý do mà bà đưa ra là các nền kinh tế mở có tính cách cạnh tranh cao hơn. Trên Houston, chuyến bay Eva 52 mang blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng mẹ và hai người con của cô đáp xuống phi trường quốc tế IAH ở Houston, Texas lúc 10 giờ 53 phút giờ địa phương tối thứ Tư ngày 17 tháng 10, 2018. Đông đảo đồng hương, các tổ chức hội đoàn và cơ quan truyền thông quốc gia cũng như địa phương có mặt từ sớm để chào đón gia đình cô dù trời đã khuya và đêm bắt đầu trở lạnh. Đúng một tiếng sau đó, gia đình mẹ nấm đã hoàn tất thủ tục hải quan để bước ra ngoài trong tiếng reo hò của mọi người. Mẹ nấm nói với đồng hương Houston, trong nước tôi đã không làm thinh thì bây giờ chắc chắn tôi cũng không bao giờ làm thinh. Trước câu hỏi của một đồng hương cho rằng, đấu tranh ở đây khác đấu tranh trong nước, vậy chị cần gì ở đồng bào nơi đây để chị tiếp tục duy trì được sự đấu tranh? Cô trả lời, tất cả những gì mọi người đã làm cho tôi và tất cả những người khác thì chúng ta cứ tiếp tục cố gắng như vậy. Không chỉ cho bản thân tôi mà tất cả những người khác cũng cần sự giúp đỡ như vậy. Gia đình mẹ nấm trả lời phỏng vấn của các cơ quan truyền thông ngay tại phi trường quốc tế IAH Houston. Một phóng viên ngoại quốc đặt câu hỏi, chị nghĩ gì khi được trả tự do và vì sao mẹ nấm lại chọn đến Mỹ? Cô trả lời trực tiếp bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, do âm thanh thu lại quá nhỏ, chúng tôi không nghe được rõ ràng câu trả lời. Trả lời câu hỏi của Đài Voa, khi ra khỏi nhà tù, gặp lại mẹ và hai con, không phải ở nhà mà ngay trên máy bay thì cảm xúc của chị như thế nào? Cô nói trong sự xúc động, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần cho việc gặp gia đình ngắn ngủi trước khi đi, nhưng tôi vẫn thấy sốc. Khi con trai và con gái tôi ôm lấy tôi trên máy bay, thì đó là cảm giác mà chúng tôi đã chờ đợi hơn 2 năm trời. Những gì mà họ đã làm, đã cố gắng ngăn chặn sự gặp gỡ của chúng tôi cho đến phút cuối cùng, cho đến khi cảm xúc của con trai tôi vỡ òa trên máy bay, thì có lẽ sự đoàn tụ của chúng tôi ngày hôm nay ngay trên máy bay là câu trả lời cho những người đã bắt và giam giữ tôi trong suốt thời gian qua.
Tôi không cô đơn và những tiếng nói yêu tự do không bao giờ lạc lõng hết. Sau bao nhiêu gian khổ của ngục tù đầy, của sự chia cắt tình mẫu tử, cuối cùng gia đình mẹ Nấm đã đoàn tụ và bắt đầu bước vào những bước chân vững tin đầu tiên trên đất nước tự do. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại Việt Nam. Chương trình truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn là một cơ quan bất vụ lợi đã phục vụ cộng đồng người Việt trong Vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận đã nhiều năm qua. Đài luôn luôn giữ vững lập trường và chủ trương sau đây. Thứ nhất là một cơ quan bất vụ lợi, không lệ thuộc bất cứ một tổ chức nào hoặc một cá nhân nào. Thứ hai, cung cấp một phương tiện truyền thông hữu ích cho cộng đồng người Việt trong Vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Thứ ba, góp phần bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc. Và cuối cùng là hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu để giành lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương Việt Nam. Nếu quý vị muốn đóng góp hay có những thắc mắc, xin quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây. Chương trình truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn hay Vietnamese Public Television VPTV 2800 Juniper Street, Suite 11, Fairfax, Virginia 22031, số điện thoại 703-560-3300. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam. Tòa án ở tỉnh Bình Dương vào sáng thứ Tư 17 tháng 10 tuyên án 7 năm tù đối với một nhân viên y tế với cáo buộc làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015 của chế độ Cộng sản. Truyền thông trong nước cho biết bị cáo tên Nguyễn Đình Thành, sinh năm 1991, làm việc tại Trung tâm Y tế thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương từ năm 2015. Cáo trạng nói rằng anh Thành vào tháng 6 năm 2018 đã soạn thảo, in ấn và phát hơn 3.300 tờ truyền đơn để kêu gọi người dân biểu phản đối dự luật đặc khu kinh tế ở Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Vào ngày 8 tháng 6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ anh Thành trong lúc anh đang sao chép các tờ truyền đơn. Cáo trạng còn nói rằng từ tháng 11 năm 2017, anh Thành bắt đầu đăng tải các bài viết có nội dung xấu, xuyên tạc Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam trên mạng xã hội Facebook. Trong mấy tháng liền, kể từ đợt biểu tình lớn hồi tháng 6, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam liên tục truy bức người biểu tình trên toàn quốc, bất chấp việc biểu tình là quyền được Hiến pháp Việt Nam công nhận. Tính đến nay, ít nhất 61 người từng tham gia các cuộc biểu tình để phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng. Họ đã bị tuyên án tổng cộng 120 năm và 5 tháng tù cùng với 89 tháng quản chế. Tòa án phúc thẩm ở tỉnh Nghệ An hôm thứ Năm 18 tháng 10 y án 20 năm tù, giam và 5 năm quản chế đối với nhà hoạt động chuyên quyền và môi trường Lê Đình Lượng. Dẫn lời luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết, phiên tòa phúc thẩm diễn ra một cách nhanh chóng, cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, ông Lượng luôn rất ôn hòa, hết sức bình thản, nhẹ nhàng, lúc nào cũng gần như đang cười, mặc dù cương quyết không nhận tội. Luật sư Mạnh lưu ý một điều đặc biệt là tòa phúc thẩm áp đặt thêm hình phạt cấm ông Lượng đảm nhận các chức vụ trong cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang trong 5 năm sau khi mãn án. Luật sư Mạnh cho biết hàng trăm người dân tại giáo xứ của ông Lượng đã kéo đến ngoài tòa án, nhưng không ai được vào bên trong dự khán phiên xử. Ông Lê Đình Lượng, 53 tuổi, là một cựu chiến binh trong chế độ đương quyền. Ngoài việc tham gia đòi hỏi quyền lợi cho các nạn nhân của thảm họa môi trường ở miền Trung Việt Nam, ông còn đấu tranh cho các tù nhân lương tâm, cũng như phản đối các luật đệ hạn chế quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam. Nhà cầm quyền Cộng sản bắt giữ ông Lượng hồi tháng 7 năm 2017 và cáo buộc ông tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Trong một bước đi bất thường, phiên tòa sơ thẩm ở Nghệ An ngày 16 tháng 8 đã đưa ra một bản án dài hơn mức án 17 năm tù giam do Viện Kiểm soát đề nghị. Được biết, một ngày trước khi diễn ra phiên xử phúc thẩm nhà hoạt động Lê Đình Lượng, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRW kêu gọi Việt Nam đảo ngược bản án và trả tự do ngay cho ông Lượng, người đã bị kết án 20 năm tù với tội danh hoạt động nhằm âm mưu lật đổ chính quyền theo Điều 79 vào tháng 8. Đây là một cơ hội để tòa án điều chỉnh sự sai trái này và làm rõ sự khác biệt giữa việc chỉ trích chính phủ và đe dọa an ninh quốc gia và bảo vệ cho quyền tự do phát biểu của người dân. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc HRW, nói trong tuyên bố đưa ra hôm 17 tháng 10.
Chương trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Tỉnh Đốn xin trân trọng thông báo, tại quận hạt Fairfax băng tầng 30, chương trình sẽ được chiếu vào những ngày sau đây. Chủ nhật, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối. Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30. Ngày thứ hai, chương trình phỏng vấn sẽ chiếu vào lúc 6 giờ đến 6 giờ 30 chiều. Thứ ba, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 12 giờ đến 1 giờ sáng. Và chương trình phỏng vấn tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 1 giờ đến 1 giờ 30 sáng. Ngày thứ tư, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 2 giờ đến 3 giờ trưa. Thứ năm, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều. Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 chiều. Tại quận hạt Arlington trên băng tầng 69, chương trình sẽ được chiếu vào những ngày sau đây. Thứ hai, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 30 chiều. Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ chiều. Thứ sáu, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 10 giờ đến 11 giờ sáng. Và chương trình phỏng vấn tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 11 giờ đến 11 giờ 30 trưa. Chúng tôi xin lưu ý quý khán thính giả và xin trân trọng kính chào quý vị.